Derek Phạm nửa vòng chết TV. Kính thưa quý vị khán giả, lúc này đây đang là 9 giờ 47 phút tối giờ địa phương ngày 13 tháng 4 2024, và đồng thời cũng là 11 giờ 47 phút trưa giờ Việt Nam ngày 14 tháng 4. Chương trình này hiện thời đang được phát hình trực tiếp trên toàn bộ 4 nền tảng nửa vòng chết TV. Ngày hôm nay một chương trình liên quan đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và câu chuyện này có cả yếu tố liên quan đến người Việt ở trong nước. Như vậy thấy trên màn hình đây, đây là một cuốn phim điện ảnh có tên đó là Đóa Hoa Mong Manh, ngoài ra còn có tên tiếng Anh gọi là A Fragile Flower. Cuốn phim điện ảnh này đã được trình chiếu tại nhiều tiểu bang ở tại Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, và đồng thời hiện thời đang ra rạp ở tại Việt Nam từ ngày 12 tháng 4. Tuy nhiên thì sau khi cuốn phim này được ra mắt khán giả Việt Nam mà tại Việt Nam, tại các cụm rạp, thì giờ đây đang có một cái chuyện có thể xem là không ưng ý, nếu không muốn nói là ít nhiều có thể xem là lùm xùm về những cái khía cạnh phát hành cũng như là trình chiếu ở tại các rạp không được như những nhà sản xuất mà mong muốn. Vì vậy ngày hôm nay chương trình có cuộc gặp gỡ phỏng vấn trực tiếp với những nhân vật là diễn viên điện ảnh cũng như là đạo diễn Mai Thu Huyền, và đồng thời đó là cô Thu Thảo, là một trong những nhà sản xuất và đồng thời cũng như là nhà tài trợ cho cuốn phim này. Trước khi đến với câu chuyện này, xin quý vị giữ màn hình, tôi sẽ quay trở lại ngay. Manufactured right here at home. Want a massage chair made from Texas? Call Tom Lee at LaRocco. LaRocco vinh dự được đài truyền hình lớn CBS đưa tin như là một hình ảnh tiêu biểu trong lĩnh vực Made in USA, và ghế massage vật lý trị liệu LaRocco là một ví dụ. Video này được chiếu trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ trong chương trình Saturday Morning như là một thông điệp nhắn gửi rằng đến lúc chúng ta cần ủng hộ các sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ cũng như ủng hộ người lao động Hoa Kỳ. Vâng, ngay lúc này đây thì chúng tôi kết nối cầu truyền hình đến điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nơi có diễn viên đạo diễn Mai Thu Huyền. Như vị thấy bên phải màn hình và bên trái đó là cô Thu Thảo, nhà tài trợ cũng như là đồng sản xuất cuốn phim Đóa Hoa Mong Manh. Thì có lẽ là câu hỏi đầu tiên chương trình muốn dành cho diễn viên cũng như là đạo diễn Mai Thu Huyền, là người thích hợp trả lời câu hỏi này. Một cách cực cụ thể đó, xin Huyền có thể cho biết là quá trình sản xuất phim này từ đầu như là bao gồm tất cả mọi thứ, kịch bản, diễn viên, ý tưởng, cốt truyện, bối cảnh và ngay cả là kinh phí cho đến thời điểm hiện tại là như thế nào, một cách cụ thể. Vâng, Mai Thu Huyền xin được cảm ơn anh Derek Phạm cũng như là đài Tiểu vòng Trái Đất TV đã tạo cho Huyền cũng như là chị Jacqueline Thu Thảo có cơ hội để chia sẻ với quý vị khán giả về dự án phim Đóa Hoa Mong Manh, A Fragile Flower. Thì đây là một cái bộ phim điện ảnh âm nhạc, và hiện nay thì bộ phim đang được trình chiếu ở tuần thứ ba ở nước Mỹ và tuần đầu tiên ở Việt Nam. Thì chúng tôi đã có suốt một năm trong cái quá trình để sản xuất bộ phim này, gồm có 5 tháng là vừa khâu tiền kỳ cũng như là giai đoạn quay 100% là hoàn toàn quay ở nước Mỹ. Sau đó thì có 7 tháng hậu kỳ ở tại Việt Nam, và đã trọn vẹn một năm thì bộ phim đã được chính thức công chiếu đến quý vị khán giả. Thì bộ phim này có rất là nhiều những yếu tố đặc biệt, ví dụ như là rất là hiếm có những cái bộ phim Việt Nam mà lần đầu tiên quay 100% tất cả những cái bối cảnh ở tại Mỹ. Và đây là một cái bộ phim có sự kết hợp giữa ekip Việt Nam cùng với cả ekip là những nghệ sĩ, diễn viên ở hải ngoại. Và bộ phim này đã có một cái kế hoạch là chúng tôi phát hành ở rất là nhiều quốc gia, ở Mỹ vào tháng 3, bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 là bộ phim đã được công chiếu ở trên 60 cụm rạp ở gần hơn 25 tiểu bang, và chúng tôi cũng đã có lịch trình cine tour rất là dày đặc ở những cái thành phố, những cái tiểu bang, mười mấy thành phố và tiểu bang khác nhau, và cũng đón nhận được những cái rất là nhiều những cái tình cảm yêu mến của quý vị khán giả, không chỉ người Việt ở hải ngoại mà kể cả những người Mỹ và ở nhiều những chủng tộc khác. Và bộ phim
Sau đó thì đã về Việt Nam và chúng tôi đã có cái buổi ra mắt ở tại thủ đô Hà Nội vào ngày 9 tháng 4, ở tại Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 4 và sau đó thì chính thức công chiếu trên toàn quốc. Hiện nay cũng gần 200 cụm rạp chiếu phim, đó là bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 là phim được trình chiếu. Thì hiện nay đoàn làm phim cũng đang có một cái lịch trình cine tour đến giao lưu với quý vị khán giả, quảng bá trong rất là nhiều những cái hoạt động liên quan trong khuôn khổ của Liên hoan phim Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, cũng như là các gặp gỡ giao lưu trực tiếp với cả khán giả ở tại rạp. Và tiếp theo đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hành trình quảng bá phim ở châu Âu cũng như là ở Ấn Độ. Ở tại Ấn Độ thì bộ phim sẽ được quảng bá và chính thức phát hành ở gần 100 cụm rạp bắt đầu từ ngày 31 tháng 5. Và đặc biệt phiên bản ở Ấn Độ thì rất là đặc biệt, đó là được lồng tiếng Anh và lồng tiếng Hindi ạ. Và đây cũng là một bộ phim mà Mai Thuyền nghĩ là có nhiều yếu tố đặc biệt. Đây cũng là một bộ phim âm nhạc khi mà có đến 15 ca khúc trong bộ phim này. Và chúng tôi cũng rất là tự hào khi mà đã được giải âm nhạc xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Flow ở tại Mỹ, cùng với rất là nhiều những cái giải thưởng khác của bộ phim này. Vâng, còn một cái yếu tố trong câu hỏi đầu tiên có lẽ là chị Thu Thảo sẽ đại diện trả lời thích hợp hơn, bởi vì chị là một trong những nhà sản xuất và đầu tư vào cuốn phim này đó. Trước khi lên sóng thì chương trình có hỏi thăm một ít thông tin, thì chị có chia sẻ một cái số tiền kinh phí khá lớn đầu tư vào phim này, nhưng mà tổng thể tất cả để thực hiện cuốn phim này chị có thể ước tính là lên đến bao nhiêu kinh phí thưa chị? Cảm ơn anh Derek và Thu Thảo, xin mến chào quý khán thính giả thân thương của đài Nửa Vòng Trái Đất. Thì phải nói rằng là để mà làm phim ở Mỹ thì tất cả mọi người đều đồng ý là một trong những lý do mà đã gần 50 năm, nếu mà nói đúng ra là 49 năm, người Việt hải ngoại chưa ai làm được một bộ phim mà có thể phát hành ở các cụm rạp theo kiểu ăn chia. Và đây là bộ phim đầu tiên mà ba chị em chúng tôi là tác giả kịch bản là ca sĩ Nhật Hạ cùng với đạo diễn Mai Thu Huyền và nhà sản xuất là Thu Thảo, chắc lên Thu Thảo. Thì ba chị em chúng tôi đã cố gắng và nỗ lực hết sức đi ngược dòng, và cũng là một cái điểm mà tất cả mọi người Việt của chúng ta ở hải ngoại đặc biệt là phải hãnh diện, vì đây là bộ phim đầu tay mà ba chị em chúng tôi là ba đóa hoa mong manh để mà có thể làm được nên một cái lịch sử cho người Việt hải ngoại. Là sau 49 năm thì bộ phim này đã được làm theo khuôn khổ của standard Hollywood, và sau đó thì được nhà phát hành ở Mỹ là Atlas Distribution phát hành cho chúng tôi ở 60 cụm rạp vào ngày 28 tháng 3. Thì để nói lên điều đó thì quý vị cũng biết rằng là nếu sau 49 năm người Việt hải ngoại bận biểu lo toan tính cho cuộc sống hàng ngày của mình, hoặc bận biểu học bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, luật sư, kỹ sư v.v. đúng không anh Derek và mọi người, và quên lãng đi rằng là không làm được một bộ phim cho theo kiểu Hollywood để mà phát hành rạp. Tại vì phải thật sự mà công nhận là có những người đã làm bộ phim ở Mỹ nhưng chưa được phát hành chính thống ở tất cả các cụm rạp như AMC, Regal, Cinemax, Imagine hoặc là Harkin v.v. Thì đó mới là cái điều mà phải nói rằng là làm phim ở Mỹ đó quý vị rất là tốn kém. Do đó thường thì kinh phí nó tốn hơn làm phim ở Việt Nam gấp 10 lần. Do đó nếu mà để trả lời câu hỏi của anh Derek là cái kinh phí để mà Thu Thảo phải đầu tư vô trong cái bộ phim này, thì Thu Thảo có thể nói sơ sơ là nó lên tới bạc triệu. Có nghĩa là tất cả các nhà đầu tư hùng vốn vô để mà tin tưởng làm bộ phim này. Nhưng riêng bản thân Thu Thảo thì Thu Thảo phải bán một căn nhà để mà có thể chung tay góp sức để mà làm được nên bộ phim Đó Hoa Mong Manh cho đến ngày hôm nay. Vâng, cũng liên quan đến chị Thu Thảo đó. Ở Mỹ thì trước đây Derek và nhiều người trong cộng đồng đều biết chị là một doanh nhân thành đạt ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà khi thấy chị bắt đầu
đầu tư vào một cuốn phim như vậy đó không khỏi khiến nhiều người bất ngờ là từ một doanh nhân tại sao lại quyết định đầu tư vào một cuốn phim mà cuốn phim đó theo như chị nói đó là đi ngược dòng, có nghĩa là làm ở Mỹ rồi có thể xem là đem chuông đi đánh xứ người mang vào thị trường Việt Nam luôn. Chị có thể cho biết là lý do vì sao ạ? Thật sự thì phải nói rằng là đây là một cái ấp ủ của ba chị em chúng tôi. Ca sĩ Nhật Hạ thì là một cái ấp ủ hơn 10 năm của chị muốn làm bộ phim này vì chị là tác giả kịch bản. Còn đối với đạo diễn Mai Thu Huyền thì tí nữa Thu Huyền cũng sẽ chia sẻ cho quý vị biết là một trong những ấp ủ của Thu Huyền tại sao muốn làm bộ phim này. Còn đối với bản thân Thu Thảo thì tại sao dấn thân vô để mà làm nhà đầu tư lúc đầu rồi sau đó. Vì sự thiếu thốn quá nhiều của đoàn phim và mỗi một người là thay vì công việc của họ thường thì kham một chức vụ, nhưng mà khi cái với cái bộ phim này thì nguyên cả đoàn ekip của tụi tôi là phải mỗi một người ít nhất là phải kham tới là 3 cho tới khoảng 5-6 công việc chức vụ. Do đó Thu Thảo cảm nghĩ rằng là tại sao không làm, vì đam mê mình hãnh diện. Thu Thảo rất là hãnh diện, mình là người Việt Nam. Thì cho tới thời điểm này và với cái cốt truyện của cái bộ phim này, nó nói lên nhiều cái yếu tố rất là tốt đẹp và mang văn hóa Việt, mang âm nhạc của người Việt Nam của mình và luôn cả mang những gì tốt đẹp nhất con người Việt Nam của mình đến cho toàn thế giới. Thì đó cũng là một cái điều mà Thu Thảo cũng mong mỏi rằng là hy vọng là chị Thảo có thể mở đường cho tất cả các em sau này, những thế hệ trẻ có muốn được một giấc mơ làm phim ở Mỹ thì bắt buộc là bộ phim này ba chị em chúng tôi phải làm tốt đẹp, thành công và phát hành ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Ấn Độ, ở nước Quốc Anh vân vân và những nước khác tiếp tục sau đây. Thì tới thời điểm này thì ba chị em chúng tôi nghĩ rằng là đã làm được điều đó là vì bộ phim này đã được công nhận bởi những nhà làm phim Hollywood mà chúng tôi đã cho họ coi vào đêm 13 tây tháng 2. Rồi tới hiện tại giờ phút này thì bộ phim đó Hoa Mong Manh này của chúng tôi đã được 10 giải từ các liên hoan phim quốc tế như là Ấn Độ, Mỹ, rồi Berlin, Chicago, vân vân, Thổ Nhĩ Kỳ. Thì nói như vậy thì quý vị cũng biết rằng là nó đạt được những cái thành tựu tới thời điểm này thì tại sao tất cả người Việt Nam của chúng ta, nếu nói riêng là người Việt Nam ở hải ngoại đã ủng hộ bộ phim này trong lúc phát hành ở rạp, thì bây giờ tới người Việt Nam ở Việt Nam 100 triệu dân thì tại sao không cho chúng tôi một cơ hội để không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn là có suất chiếu với một cái giờ bình thường để mà người ta có thể đi ra xem bộ phim này trong cái tuần lễ đầu tiên hoặc là hai tuần lễ đầu tiên. Dạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo đó thì Mai Thu Huyền như vị biết là một diễn viên rất là nổi tiếng rồi, xuất hiện thường xuyên trên những cái phim được nhiều người biết đến ở trong nước và giờ đây khi mà qua hải ngoại như vậy đó. Từ một diễn viên giờ đây đang là một nhà sản xuất và đạo diễn, Huyền có thể cho biết là cái thuận lợi cũng như là khó khăn của một cuốn phim điện ảnh mà thực hiện một coi như là 100% ở trên đất Mỹ như vậy đó, nó sẽ có những thuận lợi và khó khăn nhất định như thế nào? Tôi cảm ơn câu hỏi của anh. Thật ra thì Huyền, lúc nãy chị Thảo, trước khi trả lời câu hỏi của anh thì Huyền cũng muốn nói về cái ấp ủ của mình và chị Thảo có đề cập đến là của ba chị em chúng tôi. Huyền có một cái ấp ủ rất là lớn về cái việc là làm những cái bộ phim mà khai thác về đề tài về người Việt ở hải ngoại, người Việt ở nước ngoài. Và có lẽ là Huyền có duyên rất là nhiều với nước Mỹ, khi mà đây là bộ phim thứ hai Huyền đã thực hiện ở Mỹ. Năm 2017 thì Huyền cũng đã qua Mỹ và đã quay phim Giấc mơ Mỹ, American Dream, và lúc đó thì quay 50% thôi, 50% ở Mỹ, 50% ở Việt Nam. Cho nên là cho đến cái dự án này, khi mà chị Nhật Hạ là tác giả kịch bản có đặt vấn đề mời Huyền làm đạo diễn của bộ phim trong cái kịch bản mà chị đã ấp ủ 10 năm, thì Huyền cảm thấy là hai chị em mình có chung một cái điểm chạm là Huyền rất là mong muốn được tiếp tục thực hiện cái đề tài ở Mỹ, bởi vì cuộc sống người Việt ở Mỹ nó rất là phong phú, nó rất là đa dạng và nó rất là nhiều những ngành nghề khác nhau. Ví dụ như trước đây cái phim Giấc mơ Mỹ là Huyền làm về đề tài về ngành y,
thì với cái bộ phim này nó lại là cho Huyền một cái đề tài mà rất là mới mẻ và Huyền cảm thấy rất là thú vị, đó chính là những cái góc khuất trong showbiz của những nghệ sĩ Việt ở hải ngoại, đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc. Thì đấy cũng là một cái thách thức nữa là một bộ phim âm nhạc, vì bộ phim là về một cuộc đời của một cô ca sĩ nổi tiếng nên chắc chắn là trong đó thì cô phải biểu diễn trên rất là nhiều những cái sân khấu khác nhau, nên chính vì thế thì bộ phim nó có đến 15 ca khúc. Thì để làm cái bộ phim âm nhạc nó khó khăn hơn rất nhiều lần so với một bộ phim tâm lý bình thường khác. Đây là bộ phim thứ 16 Huyền sản xuất và cũng là bộ phim thứ 2 Huyền cho vai trò đạo diễn. Thì Huyền thấy là thực sự nó là một cái thử thách rất là lớn, nhưng mà Huyền là một cái người rất là thích chinh phục thử thách, thích vượt qua những cái khó khăn, cho nên là mình rất là muốn trải nghiệm với một cái thể loại mới, đó là thể loại phim âm nhạc. Nên chính vì vậy thì Huyền đã, vì hai lý do đó mà Huyền đã nhận lời với chị Nhật Hạ. Và trong quá trình hai chị em cùng, lúc đó thì đầu tiên là chị Thảo còn chưa tham gia cơ, thì là Huyền với chị Nhật Hạ cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những cái công tác liên quan đến casting, rồi đi lựa chọn bối cảnh, rồi chuẩn bị ekip vân vân. Thì sau đó thì Huyền phải đảm nhiệm luôn cả vai trò là nhà sản xuất, bởi vì mình cũng đã có nhiều những cái kinh nghiệm về cái việc sản xuất những phim chiếu rạp, và đây cũng là bộ phim thứ tư mà Huyền phát hành ở, bộ phim điện ảnh thứ tư mà phát hành ở Mỹ rồi. Trước đó thì có Lạc Giới, Giấc Mơ Mỹ và gần đây nhất là Kiều. Thế cho nên là Huyền cũng rất là tự tin về cái kinh nghiệm của mình khi mà để có thể thực hiện những cái dự án phim điện ảnh với cái, những cái chất lượng mà giống như chị Thảo nói, là chúng tôi đặt tiêu chuẩn là đây là một bộ phim chúng tôi muốn đi global, muốn phát hành ở nhiều quốc gia khác nhau, muốn được tham gia những cái liên hoan phim quốc tế uy tín. Cho nên là ngay từ đầu chúng tôi đặt tiêu chí là phải đạt theo chuẩn của Hollywood cũng như là những cái bộ phim quốc tế khác. Nên chính vì vậy thì nó sẽ khó khăn, áp lực hơn rất là nhiều. Cũng là làm phim, nhưng mà nếu như chúng ta làm một bộ phim để chiếu trên YouTube, ở trên web drama hay là trên truyền hình, thì nó sẽ khác biệt rất là nhiều so với một bộ phim điện ảnh chiếu trên rạp với một màn hình lớn, rất lớn, mấy trăm inch. Thì nó sẽ tất cả mọi tiêu chí về mặt kỹ thuật là nó đã phải khác rồi. Chưa kể là còn rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa. Đó thì bộ phim này thực sự là gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì chúng tôi cần làm 4 tháng để chuẩn bị cho cái khâu tiền kỳ, rất là nhiều những công đoạn từ chỉnh sửa kịch bản, tuyển chọn diễn viên, đưa những người từ Việt Nam qua, rồi tuyển chọn những người ở tại Mỹ, rồi tiếp tục là đi lựa chọn những bối cảnh. Và bối cảnh thì lúc đầu là lựa chọn vào cái thời điểm mùa xuân, các bối cảnh rất là đẹp, nhưng mà khi mà chúng tôi quay, thời điểm chúng tôi quay lại là mùa hè, cái nắng nóng ở California và Nevada nó kinh khủng khiếp. Và có những ngày quay mà chúng tôi nhớ là chúng tôi quay ở Lancaster, sa mạc Lancaster, thì gần như là hôm đó nhiệt độ ngoài trời nó lên đến gần 50 độ C, và rất nhiều diễn viên là bị xỉu trong, hoặc là ekip là bị xỉu một lúc là phải vào trong xe ngồi máy lạnh để phục hồi. Và thậm chí máy quay là cũng đang quay thì cũng bị shut down bởi vì nó quá nóng, cho nên là nó sẽ không thể chịu được những cái áp lực về nhiệt. Và thậm chí cả xe hơi của cái thành viên trong đoàn là cũng coi như là hỏng luôn, và không có, thì mọi người hiểu được là với cái sức nóng nó kinh khủng như vậy, cho nên là đấy là những cái sự khắc nghiệt về mặt thời tiết. Thế nhưng chúng tôi lại có những cái sự hậu thuẫn rất rất tuyệt vời của những người nghệ sĩ Việt ở hải ngoại, của những doanh nhân thành đạt của người Việt ở hải ngoại, ở Mỹ. Mọi người đã xem phim thì sẽ thấy là trong phim có những cái đại cảnh rất là lớn. Huyền cũng nói với cả chị Hạ khi mà Huyền nhận kịch bản mà, chị ơi, một cái bộ phim nó quá trời đại cảnh, nó quá nhiều những cái đại cảnh như thế này. Em thực ra Huyền đã làm rất nhiều phim, 16 bộ phim, nhưng mà chưa có phim nào mà nhiều đông diễn viên như vậy, bởi vì đây là những cái show diễn lớn với những rất là nhiều khán giả, những cái bữa tiệc sang trọng của những cái giới người Việt, những cái gọi là người thành đạt ở Mỹ, thì nó đòi hỏi những cái sự khắt khe về mặt số lượng con người, bối cảnh đẹp, tất cả mọi thứ nó phải rất là cầu kỳ. Nên chính vì vậy thì bộ phim phải gặp được những, chúng tôi may mắn khi chúng tôi có được cái sự hậu thuẫn rất lớn từ những người chủ nhân của những tòa nhà, những biệt thự, những du thuyền, cái bối cảnh, hay là những sự hỗ trợ của những cái show diễn thực sự, thì đều là một cái điều cực kỳ tự hào. Đó đều là những người Việt, những người Mỹ gốc Việt. Đấy là một điều mà chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Và mọi người có hình dung là cái đêm nhạc mở đầu phim là 2.500 khán giả ở Las Vegas, và cái đêm nhạc mà kết thúc trong phim đó là 4.000 khán giả ở Pachanga. Thì cái điều này là ở Việt Nam còn khó khăn để có thể thực hiện được những cảnh quay này, chứ chưa nói là đến ở bên Mỹ. Và khi mà ekip từ Việt Nam qua và cộng với bộ phim ở bên đó thì cũng chỉ khoảng độ 20-30 người thôi, so với mỗi ekip Việt Nam. Thông thường chúng tôi phải
đến 50 người hoặc 100 người với những dự án lớn, nhưng mà mọi người đã phải kiêm nhiệm rất là nhiều những công việc khác nhau. Nhưng mà khi lên cái thành phẩm thì mọi người đều rất là wow, rất là bất ngờ. Thì bộ phim này Huyền nghe hôm qua, Huyền nghe mọi người khán giả nhận xét sau khi xem phim, đó là chị ca sĩ nổi tiếng Ngọc Ánh nói là một bộ phim sặc mùi tiền là bởi vì sao, chị bảo tốn kém quá, bởi vì là quá tốn kém với những đại cảnh lớn, với quần áo trang phục rất là đẹp, cái gì nó cũng lung linh lộng lẫy vậy thì chắc chắn là sẽ tốn kém kinh phí rất là nhiều. Nhưng mà Huyền cũng muốn nói là chúng tôi có những khó khăn rất lớn và chúng tôi phải vượt qua trong một năm qua, nhưng chúng tôi lại có những cái sự hậu thuẫn vô cùng tuyệt vời bởi những cái người Việt, và hầu hết những cái nhà đầu tư hay những cái sponsor là những cái người mà bảo trợ cho bộ phim. Thì Huyền nghĩ mọi người đều cùng chung một cái tâm huyết, một cái mục tiêu, đó là mong muốn được phát triển, được quảng bá cho điện ảnh, cho văn hóa, cho con người, cho âm nhạc Việt Nam đến với công chúng thế giới. Cho nên là họ rất là mong muốn để có thể cùng đồng hành với chúng tôi để thực hiện dự án này. Vâng, nãy giờ quý vị nghe Mai Thu Huyền chia sẻ cũng như là thấy cái trailer của bộ phim đó, hầu như là 100% bối cảnh được quay tại Mỹ. Thì liên quan đến việc này, Mai Thu Huyền có thể chia sẻ là khi một cuốn phim quyết định đầu tư thực hiện chiếu cả ở tại thị trường Mỹ cho người Mỹ và cộng đồng Việt Nam xem ở Mỹ và giờ đây mang về Việt Nam như vậy đó, thì cái việc mà khó khăn làm sao để cho cả hai bên, khán giả Việt Nam và khán giả Việt Nam ở Mỹ và người Mỹ đó, họ có thể thích nghi được cái văn hóa trong phim mà không có thể xem là cuốn phim này nó quá lạ lẫm với họ. Các bạn có tự tin là cuốn phim này thích hợp cho người Việt trong nước và ngoài nước hay không? Câu hỏi của anh rất là hay. Khi mà Huyền và chị Thảo và ekip chị Nhật Hạ, chị Di rất là mọi người đi quảng bá phim ở bên Mỹ thì cộng đồng người Việt họ rất là thích. Và họ rất là đồng cảm bởi vì họ nhìn thấy cuộc đời của họ trong đó, cuộc sống của họ trong đó. Thì điều đấy là chúng ta cũng không quá bất ngờ bởi vì là vì rõ ràng là bộ phim được xây dựng cốt truyện, tất cả mọi thứ cuộc sống nó là của người Việt ở bên Mỹ. Nhưng bắt đầu thì Huyền cũng hơi lo lắng một chút khi mà về Việt Nam và kể cả những cái dạp, cái đơn vị phát hành, họ cũng nghĩ là bộ phim này sẽ phù hợp với thị trường hải ngoại hơn là bởi vì nói về người Việt ở hải ngoại nhiều. Nhưng khi mà chúng tôi có qua hai buổi công chiếu premiere ở ngoài Hà Nội và buổi thứ hai ở Hồ Chí Minh, và đặc biệt là trong hai ngày cine tour vừa qua, thì chúng tôi cũng rất là bất ngờ về cái sự đón nhận của những khán giả, của những người xem phim những cái ngày đầu tiên của phim, thì họ đều rất là ủng hộ, rất là đồng cảm với bộ phim, và mọi người đều thực ra bộ phim nó rất tưởng là nó rất là nhẹ nhàng, nhưng nó có một cái thông điệp thực sự là rất sâu sắc, và mỗi một người xem họ lại rút ra một cái thông điệp riêng cho chính bản thân họ sau khi xem phim. Đều những cái nhận xét chung mà Đoàn Làm Phim nhận được là đầu tiên là bối cảnh rất là đẹp, rất là hoành tráng, mọi người xem phim này thậm chí không cần đi du lịch nước Mỹ cũng có thể là có thể đi vòng quanh nước Mỹ rồi, bởi vì rất là nhiều cảnh đẹp của nước Mỹ được xuất hiện trên phim. Rồi thứ hai nữa là họ ở Việt Nam á, mọi người có thể thấy là đặc biệt là những người mà ví dụ như tuổi của Huyền đi, thì ngày xưa gần như là lúc nào cũng bật băng đĩa của Thúy Nga Paris xem những ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại hát. Và kể cả bây giờ cũng vậy, rất là nhiều người vẫn mê những cái băng nhạc của những cái chương trình biểu diễn của Thúy Nga Paris. Thì Huyền nghĩ là khán giả họ rất là thích được thưởng thức âm nhạc, được tìm hiểu về cái đời sống người Việt ở hải ngoại. Cho nên là bộ phim cũng được nhận những cái lời khen tặng về phần âm nhạc, về những ca khúc mà thực sự là bất hủ của những nhạc sĩ như là Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Quốc Dũng, Đức Huy, rất là nhiều những ca khúc hay. Và không chỉ có ca khúc Việt Nam mà có cả những cái ca khúc ngoại quốc như là bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp, được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Nhật Hạ. Thì Huyền rất là vui bởi vì ở Việt Nam mọi người cũng rất là ủng hộ bộ phim này, chứ không phải là chỉ ở Mỹ. Và như chúng tôi đã nói ngay từ đầu là bộ phim được sự đón nhận của cả người Việt ở Mỹ, cả người Việt ở Việt Nam và kể cả những người ngoại quốc ở những chủng tộc khác. Chúng tôi rất là bất ngờ khi được lắng nghe những review của những nhà làm phim Hollywood, của những nhà làm phim Bollywood ở Ấn Độ, cũng như là của rất là nhiều những khán giả ở các chủng tộc khác. Họ cũng đồng cảm với bộ phim, họ cũng khóc theo nhân vật, họ cũng cười theo nhân vật, và họ đều cảm một cái nhận xét chung, đó là họ thấy một hình ảnh người Việt Nam rất là khác trong bộ phim này, rất là đẹp, rất là nhân văn.
Vâng, trước khi đến với phần 2 của chương trình liên quan đến những gì mà có thể gọi là ồn ào xung quanh trong những ngày vừa qua liên quan đến cái việc phát hành phim đó, thì một lần nữa có lẽ là Huyền sẽ trả lời được câu hỏi này, bởi vì ngoài hồi nãy chị Thu Thảo có cho biết là cuốn phim giờ đây đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng, nhưng mà có một cái chi tiết hai bạn chia sẻ đó là cuốn phim này sẽ có thể nói là xâm nhập vào thị trường Ấn Độ, một thị trường rất là đông dân, mà nếu tôi không lầm là chưa có một cuốn phim nào của người Việt ở tại hải ngoại và ngay cả là trong nước đó tấn công vào thị trường này. Huyền có thể cho biết là cái việc này có khó khăn hay không, và đồng thời là vì sao lại chọn cái thị trường Ấn Độ mà không phải là những nơi khác ngoài Việt Nam? Thực ra thì cái thị trường Ấn Độ cũng là một cái duyên rất là lớn của Huyền, khi mà bộ phim điện ảnh Kiều là cái phim điện ảnh đầu tay mà Huyền làm đạo diễn được mời tham dự một cái liên hoan phim ở Ấn Độ là Meghalaya International Film Festival ở Shillong, được diễn ra vào năm ngoái. Thì khi mà trình chiếu cái bộ phim này ở tại Ấn Độ thì khán giả rất là thích. Và Huyền cũng chia sẻ là Huyền rất là mong muốn tìm được những nhà phát hành để có thể quảng bá bộ phim ở tại Ấn Độ. Và ngay sau liên hoan phim thì Huyền đã nhận ngay được những cái lời mời hợp tác của một đơn vị, đó là ABK Media, công ty ở Ấn Độ. Và họ rất là muốn để có thể phát hành phim Kiều. Nhưng mà nó có một cái lý do là bởi vì chúng tôi đã đưa phim Kiều lên trên Amazon khi mà Huyền tham gia cái liên hoan phim New Popis Film Festival và cái Asian World Film Festival ở Mỹ. Thì thời điểm đó là cái đơn vị phát hành họ đã đưa phim Kiều ký kết với cả Amazon, cho nên là nó hơi bị bất lợi khi mà mọi người có thể xem được ở trên mạng, thì nó sẽ không thuận lợi lắm cho cái việc phát hành. Và lúc đó thì Huyền có chia sẻ với cái đối tác là chúng tôi đang chuẩn bị có một cái dự án phim mà tôi nghĩ tin chắc là nó rất là hợp với thị trường Ấn Độ, bởi vì đây là một bộ phim âm nhạc và mọi người thấy là Ấn Độ thì họ gần như là phim nào của Ấn Độ cũng sẽ có hát và có nhảy múa. Nên chính vì vậy khi mà Huyền nói về cái dự án đó, Hoa Mong Manh là một cái dự án phim âm nhạc, thì họ lập tức đồng ý luôn. Và khi mà họ đã xem chúng tôi tháng 11, sau khi mà có cái showcase quảng bá ở Asian World Film Festival, thì chúng tôi cũng đã có một cái hành trình, Huyền với chị Thảo đã đi qua bên Ấn Độ, và cũng rất là may là chồng chị Thảo cũng là người Ấn Độ luôn, nên cũng có những cái sự hậu thuẫn ở Ấn Độ. Thì chúng tôi đã có quảng bá ở 3 thành phố. Thứ nhất là tham gia trong liên hoan phim của Ấn Độ, liên hoan phim rất là lớn, được tổ chức hơn 50 năm rồi. Và sau đó là ở Goa, sau đó thì đi quảng bá ở Pune, và đặc biệt là Mumbai, là ở Bollywood ạ. Thì những nhà làm phim chuyên nghiệp thì họ đều rất là đón chào cái bộ phim này. Nên chính vì vậy thì chúng tôi đã làm việc với đối tác để bắt đầu tiến hành dubbing, tức là lồng tiếng Anh. Có hai version là sẽ lồng tiếng Anh và lồng tiếng Hindi cho cái version ở Ấn Độ. Và thực sự là chúng tôi rất là vui khi mà bộ phim vừa rồi thì đã được một cái giải thưởng trong liên hoan phim New Delhi Ấn Độ vào ngày 28 tháng 3 vừa qua. Đó chính là giải top 3, giải đặc biệt của ban giám khảo là top 3 bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất trong liên hoan phim New Delhi Ấn Độ. Và cái điều mà rất là tuyệt vời đó là bởi vì cái liên hoan phim này đến 650 bộ phim từ 52 quốc gia đăng ký dự thi, mà đóa hoa mong manh A Fragile Flower đã được vinh dự vào top 3. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng tôi, đây là một cái cột mốc mà chúng tôi cảm thấy là rất là vui, bởi vì đấy cũng là một cách để chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận hơn, có những cái chất liệu PR cho thị trường Ấn Độ. Thì đấy là cái mà Huyền nghĩ nó là một cái bước tiên phong cho phim Việt khi mà mở được một cái thị trường mới, mình xâm nhập được vào một cái thị trường mới tỷ dân. Với Bollywood thì cũng đã là kinh đô điện ảnh, chỉ đứng sau Hollywood thôi. Thì đây cũng là một cái mà Huyền và chị Hạ Thảo cũng như là ekip đang rất là tự hào về điều đó. Vâng, xin quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại rất nhanh thôi. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Vâng, phần 2 chúng ta sẽ đến với câu chuyện chính ngày hôm nay đó. Trên màn hình quý vị thấy tờ Vietnamnet, một trong những tờ báo điện tử lớn ở tại Việt Nam, vào ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 ngày hôm qua, có cho chạy một bài với tiêu đề là Mai Thu Huyền, và chính diễn viên Mai Thu Huyền đây, đạo diễn Mai Thu Huyền chia sẻ là tôi chạnh lòng vì phim mình bị ép xuất chiếu. Và ngay sau đó thông tin này được chia sẻ rất là mạnh trên các diễn đàn của người Việt ở tại hải ngoại, và thậm chí là
Cá nhân chị Thu Thảo đây cũng chia sẻ cái câu chuyện này. Tuy nhiên đó thì rất nhiều người chia sẻ và câu chuyện này nó lại đi theo một cái hướng tiêu cực, có nghĩa là khi mà dính dáng đến những cái chuyện liên quan đến người Việt trong và ngoài nước đó thì rất là dễ gây hiểu lầm về những cái khía cạnh nằm bên ngoài showbiz và giải trí. Vì vậy ngày hôm nay chương trình có cuộc phỏng vấn này với hai nhân vật chính, một người là đạo diễn, diễn viên và đồng thời là nhà sản xuất, để có thể giải đáp những thắc mắc trong 24 giờ đồng hồ vừa qua. Cụ thể thì Mai Thu Huyền có thể cho biết là cái nội dung mà bạn chia sẻ với Vietnamnet đó cụ thể như thế nào, bởi vì với nhiều người hải ngoại khi nghe đến cái từ mà bị ép xuất chiếu đó rất là dễ gây hiểu lầm, bởi vì cái câu từ mà mới ở trong nước đó họ dùng, có lẽ là những người lớn tuổi ở hải ngoại không có thể hiểu được toàn ý về cái câu này. Huyền có thể cho biết ạ. Dạ vâng, em cũng rất là cảm ơn anh bởi vì là có cơ hội để mình chia sẻ. Em cũng rất là mong muốn là mọi người không bị hiểu sai, bởi vì nếu như mà hiểu sai thì nó cũng sẽ không hay, vậy đúng không ạ? Em cũng không muốn là bây giờ một bộ phim hoàn toàn mình đang tôn vinh về văn hóa, con người Việt Nam, điện ảnh Việt Nam, âm nhạc Việt Nam, cho nên là thực sự mình không có muốn đụng chạm hay là bị bất kỳ một cái vấn đề gì nhạy cảm hết. Huyền chỉ muốn chia sẻ là thực ra trong không khí đoàn làm phim đang vô cùng háo hức, vô cùng hạnh phúc khi mà trong những cái buổi premiere thì những nghệ sĩ rồi báo chí rồi mọi người đến xem phim và đều rất là chia sẻ về cái sự chúc mừng cũng như là hài lòng về bộ phim này. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu vào cái ngày chiếu chính thức đó là ngày 12 tháng 4 thì thực sự là ngày đêm hôm đó là Huyền bắt đầu về và check ngay sau cái buổi mà premiere xong thì là lên check ngay về cái lịch xuất chiếu phim của mình nó như thế nào. Thì thực sự là lúc đó rất một cái cảm giác vô cùng buồn luôn, bởi vì cái xuất chiếu nó thứ nhất là rất ít xuất chiếu. Đáng nhẽ bộ phim ban đầu thì là cái ngày 18 tháng 4 mới ra rạp chính thức, nhưng mà vì một số những cái lý do khách quan khác cho nên là chúng tôi, nhà phát hành là VHD cũng đã tư vấn cho đoàn làm phim là nên rời sớm hơn, rời trước, chiếu trước một tuần, bởi vì cái thời điểm đó thì cũng không có nhiều những cái phim Việt khác, bởi vì ngay sau chúng tôi thì sẽ có rất là nhiều phim ra, cho nên là thành ra nên chiếu trước một tuần, nhưng là tức là vào ngày 12 tháng 4 thì thực ra cũng thực sự là rất là hơi gấp gáp về cái việc là chuẩn bị về mặt truyền thông quảng bá, nhưng mà mình cũng hy vọng là thế thì cái tuần đó ít phim Việt thì chắc là phim cũng sẽ được có cái sự ưu ái hơn từ các chủ rạp. Thế nhưng mà khi mà check cái suất chiếu thì toàn là những cái suất vào buổi sáng sớm từ 8:30-9 giờ sáng, tức là rạp bắt đầu mới mở cửa và cái giờ đó thì mọi người đều đang đi làm, đúng không ạ? Rất là có thể khó xem phim. Rồi những cái suất mà vào buổi đêm 23 giờ đêm, 23:30, tức là rất muộn, tức là lúc ý thì nếu mà một ngày bình thường thì mọi người sẽ phải đi làm xong thì người ta phải nghỉ ngơi, người ta cũng không thể nào mà dù rất là yêu thích bộ phim người ta cũng không thể nào mà đi xem một bộ phim, bởi vì nếu như mà 23:30 chiếu mà bộ phim 95 phút, tức là phải 1 giờ sáng nó mới hết, thì lúc đấy người ta ngày hôm sau người ta không thể đi làm được. Cho nên là rất là nhiều fan hâm mộ của chị Hạ, chị Chi Di, của Maya, anh Quốc Cường, của Huyền vân vân thì mọi người đều nói là ôi nhìn cái suất chiếu như thế này thì họ muốn ủng hộ phim mà cũng không biết bằng cách nào để ủng hộ bộ phim. Thì thực sự là điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy rất là buồn, bởi vì một bộ phim mà được đón nhận từ nước ngoài rồi về trong nước, thực ra chúng tôi rất là happy, bởi vì cái ngày xuất chiếu mà premiere là thậm chí còn phải mở thêm rạp, nhất là ở Hà Nội là không còn chỗ luôn, và rất nhiều khách mời là vì đến trễ là còn không có vé để vào xem và phải xin lỗi mọi người để xem những cái ngày hôm sau. Thế cho nên là thực sự là mình đang ở trong không khí rất là hào hứng như vậy, nhưng đến khi mà nhìn cái suất chiếu thì quá buồn, rất là buồn, bởi vì là không có được cái sự hỗ trợ của các rạp, trừ BHD là đơn vị phát hành bộ phim thì đã support cho bộ phim rất là tốt, nhưng mà các cụm rạp khác thì có lẽ là họ đánh giá bộ phim này phù hợp với khán giả nước ngoài hơn là Việt Nam hay sao đó, mà họ đang xếp cho chúng tôi quá ít suất chiếu, thì thực sự chúng tôi cảm thấy là rất là bị thiệt thòi, bởi vì một bộ phim dù có hay dở thì chưa thể biết, đúng không ạ? Chúng ta phải được đối xử một cách công bằng, tức là ít nhất là trong một cái tuần đầu tiên để ra rạp, ít nhất là một tiêu chuẩn. Thông thường là một bộ phim thì sẽ có một cái rạp thì nó sẽ có 5 suất chiếu trong một ngày với nhiều những khung giờ khác nhau, và lúc đó thì khán giả họ sẽ thuận lợi để họ có thể đi ra rạp xem phim, và chỉ khi đó khán giả có cơ hội ra rạp xem phim thì chúng ta mới đánh giá được là bộ phim đấy từ phía khán giả là hay dở, là ăn khách hay không ăn khách. Còn nếu như mà một bộ phim dù có đạt chất lượng,
dù có đạt giải thưởng nhưng mà chả có một cái suất chiếu nào thuận lợi thì khán giả có muốn ủng hộ cũng không được. Và chúng tôi rất nhận được một ngày nhận không biết bao nhiêu tin nhắn từ Cần Thơ, từ miền Tây, từ Hà Nội, từ khắp mọi nơi đều nói là không có suất chiếu để xem. Đó thì đấy là một cái điều mà đoàn làm phim đang rất buồn và mọi người cũng rất là bức xúc và rất là hy vọng là có một cái phép màu nào đó để có thể thay đổi cái điều này, để làm sao cho bộ phim được đối xử một cách công bằng. Mà đây cũng là một tình hình chung của nhiều phim Việt chứ không phải một mình phim Đào Hoa Mong Manh đâu ạ. Rất nhiều phim Việt trong thời gian vừa qua làm rất chỉnh chu, làm rất chất lượng nhưng mà bị xuất chiếu rất hạn hẹp và đã phải rời rạp rất là sớm. Thì đây cũng là một cái điều rất là đáng buồn, bởi vì nó cũng làm ảnh hưởng đến cái tâm huyết của những người làm nghề. Bởi vì khi mà chúng ta chọn những cái đề tài không phải là ăn khách theo thị trường mà là những cái đề tài mà tôn vinh văn hóa, tôn vinh giá trị, tôn vinh ấy thì thường là bị, đối với các đối tượng rạp thì họ sẽ nghĩ là phim kén khán giả thì họ sẽ không hỗ trợ, không support nhiều suất chiếu. Thì đấy cũng là một cái thiệt thòi cho những cái nhà làm phim độc lập ở Việt Nam. Như vậy thì câu hỏi tiếp theo nó có hai phần ở đây. Bên phía BHD, ở Việt Nam gọi là BHD đó, nhà phát hành và làm việc với cuốn phim này trực tiếp để mang cuốn phim này đi chiếu nhiều rạp trên toàn quốc Việt Nam. Thì giờ đây câu trả lời của họ là gì? Họ có làm những cái việc nào có thể thay đổi được tình thế hay không? Và với cái sự hiểu biết của Mai Thu Huyền đó, thì một cuốn phim như thế nào thì sẽ được... những rạp chiếu phim họ sẽ cho nhiều suất chiếu. Ở đây là có thước đo nào hay không, hay là vì cảm tính họ sẽ nghĩ rằng cuốn phim đó ăn khách thì họ sẽ cho nhiều suất chiếu? Huyền có thể chia sẻ. Dạ vâng, thực ra thì về phía BHD là đơn vị phát hành của bộ phim thì cả ekip đã cực kỳ nỗ lực hết sức. Ekip BHD thì cũng không chỉ là phụ trách về phần phát hành không mà còn phụ trách về cả phần PR marketing cho dự án. Thì thực sự là team BHD mọi người làm việc rất là cực lực và cũng đã làm việc đàm phán với cả các cụm rạp để làm sao có cái sự hỗ trợ tốt nhất cho bộ phim. Nhưng mà hiện nay cũng có một cái thực tế mà hơi buồn một chút là ở tại Việt Nam thì đến 80% các cụm rạp lớn là ở trong tay chủ đầu tư là người Hàn Quốc. Ví dụ như là CGV và BH Lotte là những cụm rạp rất là lớn và gần như phủ khắp Việt Nam. Thế cho nên là chúng tôi cũng cảm thấy là bị những cái phim Việt mà ra rạp á, mà là của những nhà sản xuất độc lập á, thì cũng sẽ bị gặp nhiều khó khăn nếu như mà không phải là một cái bộ phim mà có cái sự đầu tư cùng với cả những cái nhà phát hành. Họ có công ty là những cái đơn vị sản xuất đầu tư thì đương nhiên là sẽ được hỗ trợ hơn. Tất nhiên thì cái này nó cũng rất là cảm tính, bởi vì là cái này thì Huyền không biết, bởi vì Huyền không phải là cái người làm về phát hành. Huyền cũng hiểu cái khó của nhà phát hành, tại vì trong rất là nhiều những cái hội thảo điện ảnh rồi những cái hội thảo mà do Cục Điện ảnh tổ chức, Bộ Văn hóa tổ chức các thứ, thì chúng tôi nhà làm phim luôn luôn lên tiếng và nói rất nhiều lần về về những cái vấn đề này, nhưng mà thực sự nó cũng chưa được khắc phục nhiều, bởi vì là nó cũng có những cái khó khăn. Có những cái cơ chế mà chúng ta cũng rất là khó, bởi vì phía rạp thì họ lại có lý do là vì tôi kinh doanh thì tôi phải cần khán giả, và phim nào có nhiều khán giả thì tôi sẽ có nhiều suất chiếu, còn phim nào mà tôi nghĩ là không ăn khách thì tôi sẽ cho ít suất chiếu hơn. Nhưng mà đấy thì Huyền nói là chính vì vậy thì nó rất là bất công cho những cái phim mà chưa ra rạp thì cũng đã được ai đánh giá là ăn khách hay là không ăn khách, đúng không ạ? Cho nên là nếu như mà được đối xử công bằng, đó là ít nhất chúng tôi không cần nhiều đến 20 suất chiếu, 30 suất chiếu như những cái phim mà được đánh giá là những phim ăn khách hoặc là theo thị trường. Nhưng chúng tôi chỉ cần được đối xử công bằng là những cái bộ phim một cái suất chiếu, 5 suất chiếu một ngày thôi, là một cái tiêu chuẩn ít nhất cho một cái bộ phim, để ít nhất là ngay cái tuần đầu tiên thì chúng ta mới biết được là phim đấy có khán giả hay không có khán giả. Còn nếu như mà ngay vừa mới ra ngày thứ nhất, ngày thứ hai là đã không có suất chiếu thì làm sao mà có khán giả được? Dù chúng tôi có PR như thế nào, chúng tôi có làm roadshow, chúng tôi có đưa làm những cái quảng cáo trên những cái chuyến xe, quảng cáo trên những cái tòa nhà LCD vân vân, rồi tất cả mọi thứ, rồi những cái công tác, kể cả những cái xe taxi MyLink cũng đang rất là đi đầy đường để những hình ảnh poster của bộ phim, hay là những cái xe cổ của Fumita cũng đi quảng bá cho phim rất là rầm rộ. Thì dù chúng tôi có PR quảng cáo nhiều đến mấy, nhưng mà nếu như không có suất chiếu thì khán giả cũng không thể ủng hộ được. Đấy thì đấy là cái mà cái sự nỗi khổ chung của những nhà sản xuất phim độc lập tại Việt Nam.
Vâng, câu hỏi này dành cho nhà đồng sản xuất chị Thu Thảo đó. Ngày hôm qua như chia sẻ, chương trình có thấy chị chia sẻ một cái status trên trang nhà Facebook của chị, và cái nội dung có thể xem là rất là buồn bã liên quan đến cái việc gặp khó trong cái việc phát hành phim đi đến nhiều cụm rạp hơn, nhiều suất chiếu hơn đó. Mặc dù được biết đây là tình hình chung chứ không phải là riêng cuốn phim của mình bị gặp khó như vậy, nhưng mà với tư cách là một nhà đầu tư và nhất là người Việt hải ngoại đó, lần đầu tiên bỏ ra một cái số tiền lớn đầu tư vào cuốn phim như thế này, tâm tư của chị, tâm trạng như lúc này như thế nào, chị có thể chia sẻ được không ạ? Thật sự thì phải nói rằng là nếu cho Thu Thảo khóc thì Thu Thảo sẽ khóc, là tại vì không có công bằng. Là đối với Thu Thảo thì Thu Thảo cảm nhận rằng là hình như là bộ phim đó Hoa Mong Manh này bị một ai hay là bị như thế nào để mà tại sao lại gần 200 cục rạp đồng ý phát hành cho chúng tôi, và nhờ qua sự của nhà phát hành hợp tác với chúng tôi là BHD, thì tại sao nếu có 200 cục rạp phát hành cho nguyên cả nước Việt Nam thì ít ra Thu Thảo nghĩ rằng là đó là một cơ hội để mà mình mang văn hóa Việt, mình mang âm nhạc Việt và mình mang những con người Việt Nam thành công ở hải ngoại qua bộ phim đó Hoa Mong Manh này đến cho tất cả mọi người trên thế giới, thì đây là nước quê hương của chúng tôi, thì tại sao lại không để cho chúng tôi có được ít nhất từ 4 cho tới 5 suất, mà là những cái giờ bình thường để người ta có thể đi ra rạp xem phim này được. Rồi sau đó một tuần, nếu quý vị cảm thấy rằng là không có khách để đi xem phim đó Hoa Mong Manh của chúng tôi, thì lúc đó chúng tôi chịu chấp nhận là thị trường Việt Nam với 100 tỷ dân không thích hợp với bộ phim của người Việt hải ngoại làm sau 49 năm. Thì điều đó chúng tôi sẽ chấp nhận rằng là đó là sự thua thiệt của cái bộ phim này để phát hành ở Việt Nam. Còn bây giờ Thu Thảo không cam tâm, không cam tâm là chịu thua, bởi vì mình không có cơ hội để mà có được một cái suất chiếu bình thường như là những nhà phát hành ở bên Mỹ đã giúp cho chúng tôi là có được nhất từ 5 suất chiếu mỗi một ngày, mà thường suất chiếu mỗi một ngày mà nhất 3 ngày cuối tuần phải là 12 giờ, 2 rưỡi, 4 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi và 9 rưỡi vân vân. Thì đó là những suất chiếu bình thường mà tất cả mọi người có thể nhìn quanh đó để mà sắp xếp công việc của họ và giải trí là đi vô rạp xem phim 95 phút và cho cơ hội để mà mình thưởng thức một bộ phim âm nhạc của người Việt hải ngoại là 100% ở Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử của người Việt hải ngoại sau 49 năm. Thì ít ra họ, Thu Thảo cảm nhận rằng là giống như hồi nãy Huyền nói là với một cái vé ở Việt Nam 100.000 đồng Việt thì vỏn vẹn thì khoảng 4 đô la rưỡi, thì mình có thể đi du lịch vòng quanh nước Mỹ mà có thể thấy được những gì đẹp đẽ của nước Mỹ quay trong cái bộ phim này, và đồng thời rất là nhiều thông điệp cao cả và thông điệp hay mà bộ phim chúng tôi đã được cục điện ảnh ở Việt Nam duyệt, là bộ phim này là rated PG-13, có nghĩa là con nít 13 tuổi vẫn có thể đi xem bộ phim đó Hoa Mong Manh này không cần bố mẹ. Còn những trẻ em, vì Thu Thảo đã có những khán giả dưới 13 tuổi và bố mẹ dẫn theo, luôn cả khán giả 8 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi là khán giả Mỹ, trẻ em Mỹ mà đi coi bộ phim này, cho Thu Thảo lại được những cái feedback là I learn a lot from this movie, Dr. J. Xong rồi khán giả 8 tuổi dễ thương đó còn chia sẻ kỹ lưỡng là trong lúc xem phim đọc phụ đề, đọc subtitle bằng tiếng Anh thì bạn đó hiểu được những cái thông điệp gì mà bố mẹ thường ngày dặn dò mình mỗi một ngày, là ồ, khi mà con bị bệnh, con đau chỗ này chỗ kia thì con phải đi bác sĩ. Thì bạn
khán giả 8 tuổi đó nói là con thấy cô ca sĩ trong đây chỉ có một người là cái anh bodyguard, là cái anh nhạc sĩ trẻ, cô ta nói là bodyguard giống như trong cái phim của Whitney Houston vậy đó, là lo lắng cho cô ta đúng lúc, đúng sự lo lắng là khi cô ta bị bệnh chập chân thì rằng là chăm sóc cô ta, còn những người khác thì chỉ có là muốn đến gần cô ta để mà chạm tới những gì mà cô ta đang nỗ lực để mà đạt được ánh hào quang, danh vọng là một người ca sĩ đứng trên sân khấu vân vân. Thì phải nói là Thu Thảo rất là hãnh diện khi mà nghe được những khán giả trẻ nhí đó học hỏi được nhiều cái thông điệp tốt đẹp cao cả trong cái bộ phim này, mà chính bản thân Thu Thảo phải nói rằng là xem đi xem lại sau mấy trăm lần để mà ba chị em chúng tôi hài hòa, để mà cố gắng là cho được cái kết cục và cái bộ phim này nó hoàn hảo như vậy, để mà mình mang được thông điệp đẹp cao cả của người Việt Nam đến cho toàn thế giới. Thì tới thời điểm này Thu Thảo cảm thấy rất là buồn, rất là thất vọng, và phải nói rằng là muốn rằng là gào thét lên là hỏi tại sao lại có thể đối xử bất công với lại một bộ phim đầu tiên như vậy mà làm 100% ở Mỹ sau 49 năm người Việt hải ngoại. Vâng. Thì nếu mà không được sự công bằng như vậy đó Derek và quý vị, thì Thảo nghĩ rằng là sẽ không có một bộ phim thứ hai của người Việt hải ngoại dám làm, là tại vì không có ai bị điên mà có thể đầu tư bán một căn nhà mướn để mà đầu tư vô làm phim, và họ sẽ biết được rằng là đầu tư vô làm phim như vậy thì đã thấy được con đường của dược sĩ Thu Thảo làm rồi là thua, thì là tại sao người ta phải rằng là chơi một cái ván cờ mà thua nữa, đúng không Derek, đúng không quý vị? Vâng, lúc này thì chị Thu Thảo rất là cảm xúc đó, cho lẽ có lẽ câu hỏi tiếp theo Huyền sẽ đại diện, mà Mai Thu Huyền đại diện trả lời. Như vậy thì phim bắt đầu ra rạp vào ngày 12 tháng 4 cho đến giờ phút này theo giờ Việt Nam là ngày 14, coi như là ngày thứ ba đó được trình chiếu. Mặc dù là biết là đang gặp khó khăn về những suất chiếu ở tại các cụm rạp khác bên ngoài không thuộc BSD đó, thì nhưng mà có cái cách nào đó để lật ngược tình thế hay không? Và nếu có đó, là những ai hay là thậm chí là khán giả có giúp được các bạn trong cái việc đó hay không, bằng cái cách là đi coi phim ở những cụm rạp nào đó, và khi người ta thấy suất những cái suất đó chiếu đông đó thì người ta sẽ tăng thêm suất hay như thế nào, hoặc là ngoài ra còn cách nào khác hay không? Anh đang nói hoàn toàn chính xác đấy ạ. Bây giờ người giúp duy nhất thì chỉ có khán giả giúp được thôi ạ, không có ai giúp ngoài khán giả hết. Bởi vì là như Huyền nói thì rạp thì họ cũng sẽ có những cái nguyên tắc của rạp, và họ cũng là cái đơn vị phải kinh doanh. Bởi vì sau Covid vừa qua thì các rạp cũng bị gần như là bị lỗ rất là nhiều, bởi vì khán giả cũng đã ít đến rạp xem phim hơn so với trước đây. Thế nên là thành ra rạp thì họ cũng sẽ phải ưu tiên những cái phim nào mà có đông khán giả. Cho nên là thực sự là đến ở cái tình thế như thế này thì chỉ có khán giả mới có thể cứu được bộ phim. Đó là khán giả hãy ra rạp xem phim, ủng hộ cho bộ phim. Thì khi mà các rạp họ thấy cái nhu cầu mà xuất chiếu của, nghĩa là nhu cầu của khán giả nhiều, bởi vì thực ra họ cũng là đơn vị kinh doanh, họ cũng muốn có khán giả đến rạp, tức là họ có doanh thu. Thế cho nên là vì chúng tôi không phải là thuê rạp mà đây là ăn chia với rạp, cho nên là cả hai bên cùng nỗ lực, cùng cố gắng, và đoàn làm phim thì cố gắng hết sức để làm sao chạm được đến nhiều khán giả nhất có thể. Thế cho nên là bây giờ nếu như khán giả ủng hộ, khán giả mua vé, khán giả đến xem phim, mọi người truyền miệng nhau thì bộ phim hy vọng là sẽ có được những cái sự thay đổi tình thế. Hiện nay thì BHD cũng đã rất cố gắng làm việc với các rạp để làm sao tăng thêm những cái suất chiếu ở những cái khung giờ gọi là bình thường thôi. Chúng tôi cũng chưa cần phải nói là khung giờ đẹp, nhưng mà khung giờ bình thường để mọi người có thể đi xem được. Thì đấy là cũng BHD cũng đang nỗ lực hết sức, nhưng mà tình hình thì nó cũng chỉ là mới gọi được cải thiện, chứ cũng chưa thực sự là một cái gọi là ở mức bình thường. Bởi vì là, và với cái tình trạng như này là 3 ngày đầu tiên và cái tuần đầu tiên là nó vô cùng quan trọng. Nếu như mà cái tuần đầu tiên mà thứ nhất là các suất chiếu nó ít như vậy, và khán giả cũng vì suất chiếu ít, nó giống như câu chuyện quả trứng con gà vậy đó. Vì suất chiếu ít cho nên khán giả họ muốn ủng hộ, họ cũng không thể bỏ việc, bỏ làm để họ đến xem phim. Mà ngược lại, nếu như mà một bộ phim có quảng bá đến mấy
mà không có suất chiếu, có khán giả mà không có suất chiếu thì cũng sẽ không thể mang lại doanh thu cho rạp được. Cho nên là chúng tôi hy vọng là các rạp sẽ cân nhắc lại khi mà các rạp sẽ có những cái sự ủng hộ, hỗ trợ cho phim Việt Nam. Bởi vì thực sự là chúng tôi phải cạnh tranh trên sân nhà rất nhiều những cái phim Mỹ, phim Hàn, phim Thái, phim Singapore vân vân. Nhưng dù sao chúng ta ở trên đất Việt Nam thì tôi nghĩ là một bộ phim Việt Nam cũng vẫn nên được cái sự ủng hộ. Và nhất là một bộ phim về người Việt ở nước ngoài nữa thì Huyền lại nghĩ là càng nên ủng hộ hơn, là bởi vì rất hiếm, gần như cực kỳ hiếm, rất là đếm trên đầu ngón tay mới có những cái bộ phim của người Việt làm về người nước ngoài, người Việt ở nước ngoài. Và Huyền nghĩ là nếu mà Huyền đặt mình ở cái vị trí khán giả, bản thân Huyền rất là tò mò, mong muốn biết là người Việt của mình ở những cái quốc gia đó đang sinh sống như thế nào. Chưa kể là nếu như mà có thể nói tỷ lệ Việt Kiều á, nhiều nhất là ở Mỹ đúng không anh? Gần 300, hơn 3 triệu người Việt ở Mỹ, nên người thân bạn bè của họ ở Việt Nam cũng sẽ mong muốn biết được cuộc sống của người thân thuộc của mình, những người họ hàng của mình ở tại Mỹ như thế nào. Cho nên Huyền nghĩ là bộ phim này nó mang nhiều thông điệp lắm và nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Cho nên nếu như mà nó không được chiếu để chạm được đến khán giả không thì thực sự nó là một cái thiệt thòi rất là lớn cho cả ekip đoàn làm phim và thậm chí cũng là cho cả khán giả. Nếu như mà mọi người đọc trên những cái comment trên những Facebook gần đây thì cái tỷ lệ mà khen bộ phim nó sẽ nhiều hơn tỷ lệ chê bộ phim. Còn Huyền đương nhiên một cái sản phẩm nghệ thuật thì nó là đứa con của mình chưa tung ra thì nó là của mình, nhưng khi mình đã public nó ra công chúng thì lúc ý công chúng được quyền phán xét, mình không thể nào thay đổi được cái điều đó. Nhưng khi mà cái tỷ lệ đang dành những cái lời khen cho bộ phim nó đang nhiều hơn rất nhiều so với những cái lời mà gọi là không thích bộ phim, thì đấy cũng là một cái sự động lực rất là lớn cho ekip, một cái sự động viên tinh thần rất là lớn. Nhưng còn bây giờ chúng tôi rất cần khán giả đến rạp. Khán giả đến rạp không chỉ đơn giản là mang tiền để hoàn lại cho nhà đầu tư đâu, mà khán giả đến rạp là bởi vì để cái bộ phim nó, một bộ phim được vất vả như vậy, làm với bao nhiêu công sức như vậy, hàng trăm con người như vậy, rồi chúng tôi phải vượt nửa vòng trái đất như thế, rồi đang được ghi nhận của rất là nhiều những cái liên hoan phim quốc tế, là những cái nhà chuyên môn ở nước ngoài, bằng được minh chứng bằng chính những cái giải thưởng mà bộ phim đã đạt được, thì nó rất là đáng để được chạm vào khán giả, và đặc biệt là khán giả ở Việt Nam. Thì Huyền nghĩ chúng tôi chỉ cần một sự đòi hỏi, một cái sự công bằng thôi ạ. Vâng, ngay lúc này đây cho Thu Thảo chia sẻ thêm một chút xíu. Anh Derek, cho Thu Thảo bổ sung một chút xíu. Xin mời chị. Thì để mà anh có nghe Thảo không? Xin mời chị Thảo. Được. Để mà thay đổi tình huống trong thời điểm này, và ngày hôm nay là đã là ngày Chủ nhật rồi, thì Thu Thảo nghĩ rằng là nếu tất cả các cộng đồng mạng, các bạn ở trên trang mạng xã hội, social media từ Facebook, YouTube, Instagram, TikToker vân vân, và nếu ai đã coi qua bộ phim này rồi, thì Thu Thảo hy vọng rằng là qua cái kênh YouTube của Nửa Vòng Trái Đất của bên anh Derek Phạm này, thì quý vị nên chia sẻ và lan tỏa cái kênh YouTube này, hoặc là viết trên trang Facebook của mình và tag rất là nhiều bạn của mình, là khuyến khích họ là hãy đi xem bộ phim này, vì tôi đã coi rồi và tôi đánh giá bộ phim này là được 8 điểm, 9 điểm hoặc là 7 điểm vân vân, tùy theo từ góc nhìn và cảm nghĩ của quý vị. Chứ còn Thu Thảo và Mai Thu Huyền ở đây không có dám nói rằng là ép mọi người là nên đi ủng hộ bộ phim này, nhưng mà qua cái kênh truyền hình của anh Derek ngày hôm nay thì Thu Thảo phải cần tất cả mọi người chung tay, là nếu ai đã được đi coi bộ phim này rồi, hoặc là đã coi được những cái trailer, những cái cuộc phỏng vấn của hai chị em chúng tôi hoặc là của ba chị em chúng tôi trong suốt thời gian qua, mà cảm nhận được rằng là muốn đi ủng hộ coi được bộ phim Đóa Hoa Mong Manh này ở tại quê nhà ở Việt Nam, thì quý vị cũng có thể gọi vô trong những cái cụm rạp ở gần nhà của quý vị. Và quý vị phải đòi hỏi tại sao tôi muốn đi coi bộ phim Đóa Hoa Mong Manh này mà xuất chiếu thì chỉ có 9 giờ sáng, mà mới ngủ dậy thì 8 giờ sáng. Thì làm sao mà sửa soạn đi coi bộ phim Đóa Hoa Mong Manh 9 giờ sáng. Cho dù nó là ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật, thì đối với bản thân Thu Thảo có mê bộ phim của mình làm bao nhiêu, thì không thể nào nó là một cái giờ bình thường để mà ba chị em chúng tôi
có thể đi ra rạp mà xem phim, huống hồi chi là cho cả 100 triệu dân người Việt Nam của mình một cơ hội để đi xem được bộ phim đó ha, mong manh này, đúng không anh Derek và quý vị? Do đó Thu Thảo mong mỏi và kêu gọi tất cả mọi người hãy chung tay và giúp cho đoàn phim đó Hoa Mong Manh nói chung, để rồi chúng ta có thể có cơ hội chạm đến và biết đến một bộ phim mà tại sao những người làm phim trong giới điện ảnh phim sành sỏi đã đánh giá và cho bộ phim của chúng tôi 10 cái giải như vậy. Là thứ nhất là giải Best Picture, là phim xuất sắc nhất. Rồi thứ hai là giải Best Original Score, là phim âm nhạc hay nhất. Thứ ba là giải Best Actress, là tặng cho ca sĩ và diễn viên Mai Thu Hương. Rồi sau đó là giải thứ tư là Best Supporting Actress, cho trao cho diễn viên và đạo diễn Mai Thu Huyền. Và hai cái giải cuối cùng ở tại Liên Hoan Phim Flow là chúng tôi được là giải của Thu Thảo là nhà làm phim đầu tay xuất sắc nhất và nhà sản xuất xuất sắc nhất. Thì nói như vậy và thêm bốn cái giải kia nữa thì quý vị cũng phải thấy rằng là những người này là người Mỹ, họ đánh giá được cái bộ phim của người Việt hải ngoại lần đầu tiên làm trong lịch sử sau 49 năm, thì tại sao mình không cho mình một cơ hội để mà đi xem cái bộ phim này, đúng không quý vị? Thì là Thu Thảo cần quý vị lan và người gọi vô trong rạp là tụi tôi muốn đi coi bộ phim này mà tại sao không có suất. Thì lúc đó may ra cái sự cộng đồng mạng lên tiếng như vậy thì họ mới mở ra cho phim đó Hoa Mong Manh. Đó là cái lời kêu gọi mà Thu Thảo nghĩ là thiết thực nhất và trọn vẹn nhất và có thể thay đổi được tình huống cho cái sự công bằng của cái bộ phim đó Hoa Mong Manh này. Dạ. Vâng, trước khi đến với những câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đó, một lần nữa như vậy thấy đây là poster chính của cuốn phim điện ảnh đó Hoa Mong Manh đã được ra rạp chính thức ở tại Việt Nam khắp nơi từ ngày 12 tháng 4 2024. Tức là ngày hôm nay là ngày thứ ba đó, trình chiếu khắp nơi ở tại Việt Nam. Quý vị thấy trên màn hình theo như poster thứ tự từ trái qua phải, đó là diễn viên Quốc Cường, diễn viên Mai Thu Huyền, Ba Cho. Ở phía dưới đó là nữ ca sĩ Gigi Phương Trinh, nữ ca sĩ Nhật Hạ, diễn viên Đức Tiến. Và chị Thu Thảo đây cũng góp một cái vai nhỏ trong cuốn phim này. Và người cuối cùng là MC Anh Dũng. Và bên phải có thể xem là nữ chính đó, một trong những nữ chính của cuốn phim, đó là nữ ca sĩ Maya. Maya thì ở tại trong nước ở Việt Nam rất nhiều người biết từ trước đây rồi. Giờ đây thì cũng đang sinh hoạt ở tại hải ngoại. Vâng, trước khi vào chương trình này đó, phỏng vấn với lại Mai Thu Huyền và chị Thu Thảo, thì chương trình có thấy một cái poster ngày hôm nay, cụ thể là Chủ nhật 14 tháng 4 sẽ có cái sự kiện là gặp gỡ và giao lưu cùng ekip tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ở phía dưới thì cho biết là theo giờ thứ tự là 14 giờ cho đến 19 giờ, đó là 4 suất như vậy ở tại Lotte, New Zone, Galaxy, Kinh Dương Vương, CGV, Gigamore Thủ Đức và BHD Lê Văn Việt. Như vậy thì nếu mà những người nào đang theo dõi và quan tâm ở gần rạp nào nhất, họ sẽ đến những cái rạp này ngày hôm nay ở tại những nơi đó có những sự kiện nào, Mai Thu Huyền có thể chia sẻ. Vâng, hiện nay thì đoàn làm phim đã có 3 ngày cine tour vừa qua là ngày 12, 13 và 14. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của đoàn làm phim có lịch trình cine tour ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi 4 rạp, tức là sau khi mà khán giả, nếu như mà khán giả sẽ vào những cái rạp này để mua những cái suất chiếu này, hoặc là đến thẳng, nếu mà một là trên các link của các rạp, hay là mọi người cũng có thể đến thẳng rạp để mua cái suất chiếu. Thì ví dụ như là 14 giờ thì mọi người sẽ xem ở Lotte Now Zone, 16 giờ 15 thì sẽ xem ở Galaxy Kinh Dương Vương, 18 giờ 15 thì sẽ xem ở CGV Gigamore Thủ Đức, 19 giờ 25 thì sẽ xem ở BHD Lê Văn Việt. Và đoàn làm phim của chúng tôi thì sẽ đến gặp
quý vị khán giả trực tiếp sau khi mà quý vị khán giả xem xong, để quý vị có những cái câu hỏi, những cái gì thắc mắc liên quan đến bộ phim. Thì ekip đoàn làm phim gồm có Mai Thu Huyền, tác giả kịch bản Nhật Hạ, chị Jacqueline Thu Thảo, diễn viên nữ chính Maya, chị diễn viên ca sĩ Gigi Phương Trinh, rồi diễn viên Đức Tiến. Đấy là những người mà sẽ trực tiếp đến các cụm rạp để giao lưu quý vị khán giả. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau, quay phim, chụp hình và hỏi tất cả những cái thắc mắc của quý vị quan tâm đến bộ phim này. Thì rất là hy vọng là quý vị khán giả hãy đến những cụm rạp này để có thể gặp chúng tôi ạ. Câu hỏi cuối dành cho cả hai vị ngày hôm nay đó, thì dẫu biết là khó khăn trước mắt là thấy rồi, nhưng mà ngành nghề nào cũng vậy, cái niềm đam mê nó vẫn là cao nhất. Thì không biết là sau cái dự án này, không biết là chị Thu Thảo đây cũng như là đạo diễn Mai Thu Huyền đó có chuẩn bị cho một cái dự án nào tiếp theo hay không? Ai muốn trả lời trước ạ? Cho chị Thảo trả lời trước. Xin mời chị Thảo. Theo Thu Thảo nghĩ thì là bản thân Thu Thảo là luôn luôn là một doanh nhân và là một dược sĩ bào chế đã được 25 năm rồi. Đây là lần đầu tiên Thu Thảo dấn thân vô ngành và nghệ thuật thứ bảy. Thì phải nói rằng là đam mê thì trong nhiệt huyết và trong con người của Thu Thảo thì là đam mê luôn luôn tự hào. Mình là người Việt Nam, là con rồng cháu tiên, nên luôn luôn là muốn quảng bá và đem những gì đẹp đẽ của con người Việt, âm nhạc Việt và văn hóa Việt đến cho toàn thế giới. Nhưng mà nếu mà hỏi Thu Thảo là cho những cái sự không công bằng như vậy ở xứ sở quê hương của mình, thì Thu Thảo nghĩ rằng là với một cái bộ phim kế tiếp mà Thu Thảo cũng đã có vài người offer là đưa ra những cái dự án là muốn Thu Thảo làm nhà sản xuất cho những bộ phim kế tiếp, thì Thu Thảo trả lời với họ rằng là nếu bộ phim này không thành công thì Thu Thảo sẽ không dám lấy tiền của nhà đầu tư, của bạn bè của mình. Là vì sao? Tại vì mình cảm thấy nếu mình là một doanh nhân với những cái business trong quá khứ của mình là thành công, thì trên lưng của Thu Thảo khi mà lấy tiền của nhà đầu tư thì mình luôn luôn muốn trả tiền lại cho nhà đầu tư hoặc là mang lợi nhuận lại cho nhà đầu tư. Do đó khi đã làm được hoàn thành một bộ phim đầu tay xuất sắc như vậy và được khen thưởng cho cái hai cái bằng khen, thì mình cảm thấy hãnh diện là mình đã nỗ lực và cố gắng hết sức, nhưng thiên thời địa lợi hoặc là nó không có được đúng như ý của mình. Thì nếu mà hỏi Thu Thảo thì Thu Thảo sẽ trả lời chắc chắn cho quý vị rằng là nếu bộ phim này được giải như vậy và được nhiều người đã coi rồi yêu thương như vậy, mà những người coi rồi không lên tiếng, không chia sẻ, không quảng bá và không qua cái kênh của Nửa Vòng Trái Đất này ngày hôm nay để mà giúp chúng tôi thay đổi được tình huống, thì Thu Thảo dám chắc rằng là trong máu của Thu Thảo, cho dù có can đảm, cho dù có gan cùng mình, thì cũng không có cơ hội là dám bán thêm một cái nhà đầu tư nữa, thì là chắc là ông chồng cũng cho Thảo đi lên đường để mà ngủ ở ngoài đường luôn. Do đó Thu Thảo dám khẳng định là nếu bộ phim này không được đối xử một sự công bằng để mà có được những suất chiếu bình thường cho một tuần lễ, thì bây giờ mình phải tính trở lại là bắt đầu từ thứ hai cho tới chủ nhật tuần tới thì mới là một tuần bình thường để mà tất cả cộng đồng mạng lên tiếng dùm cho bộ phim đó Hoa Mong Manh. Thì may ra Thu Thảo sẽ chấp nhận thua hay là thắng, thì lúc đó Thu Thảo mới có gan là tiếp tục để mà nhìn mặt bạn bè của mình, nhìn mặt các nhà đầu tư và trả lời với họ rằng là Thu Thảo đã làm hết sức và đã đạt được cái kết quả trả lại tiền cho nhà đầu tư, vì bộ phim này nó được đánh giá tốt. Và không những như vậy, Thu Thảo cũng muốn chia sẻ bật mí và cũng muốn mọi người là có một chút xíu hy vọng. Là vì bộ phim này cho dù doanh thu mà quý vị không ủng hộ xuất chiếu thì chúng tôi cũng sẽ được vô trong Oscar Submission, là vì đã qualify, đã đủ mọi điều kiện để chúng tôi đã phát hành ở bên Mỹ một tuần lễ ở New York và
một tuần lễ ở Cali, rồi sau đó là ông Gary Shapiro của hội đồng Oscar Academy đã coi qua cái phim này rồi và nói là tao sẽ giúp tụi bay submit cái phim này xứng đáng để mà vô được Oscar submission. Do đó nói như vậy để mà chúng ta cùng hãnh diện chung với nhau là lần đầu tiên trong lịch sử người Việt, cho dù ở hải ngoại hay là cho dù ở trong nước, mà bây giờ chúng ta đã có được một bộ phim để mà tranh giải ở Oscar submission, ở Oscar vào năm 2025. Thì nói lên như vậy để mà Thu Thảo hy vọng tất cả mọi người ra tay để mà xoay ngược lại cái tình huống mà Thu Thảo cảm thấy là không công bằng đối xử với lại một bộ phim lần đầu tiên từ Mỹ mang về để mà chiếu ở nước Việt Nam với 100 triệu dân. Thì cái đó là chia sẻ của Thu Thảo là sẽ không làm nữa nếu không được đối xử công bằng. Còn dĩ nhiên đối với Thu Thảo thì lần là một doanh nhân và là một chủ của những công ty thì là thua bộ phim này thì lần là mình đi làm việc khác, tại vì những đam mê của Thu Thảo là không phải là chỉ có là làm phim thôi. Mình có thể làm được những chuyện khác cao cả hơn, to lớn hơn. Do đó đối với Thu Thảo thì đây là một trong những cái đam mê, nhưng mà không có đam mê đến nỗi mà phải làm năm này qua năm kia rồi thua keo này bày keo khác. Thu Thảo không có bị đi như vậy. Nói như vậy là anh Derek và mọi người cũng đủ hiểu rằng là chính bản thân Thu Thảo là rất là practical, và đó mới là lý do tại sao là sau trong 49 năm qua người Việt ở hải ngoại không dám dấn thân vô làm một bộ phim cho đi theo khuôn khổ của Hollywood Standard để mà có thể phát hành ở Mỹ trên tất cả các cụm rạp như vậy. Yeah. Vâng, Mai Thu Huyền thì như thế nào ạ? Dự án tiếp theo có hay không? Thực ra thì nghe những cái chia sẻ của chị Hà, của chị Thảo á, đấy cũng sẽ là một cái nỗi buồn, đúng không ạ? Bởi vì nếu như mà những cái người mà rất là nhiệt huyết, rất là tâm huyết như chị Thảo mà chỉ vì một dự án phim mà không được đối xử công bằng mà sẽ bỏ những cái cơ hội tiếp theo để có thể điện ảnh của người Việt ở hải ngoại sẽ thiếu vắng đi những cái nhà sản xuất rất là tâm huyết như thế, thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Huyền thì sẽ hơi khác chị Thảo một chút, là bởi vì Huyền có lẽ là phim ảnh là đã là nghiệp của Huyền rồi, cho nên là Huyền đã, đây là bộ phim thứ 16 và bộ phim thứ 2 trong vai trò đạo diễn. Thì đối với Huyền đó, mỗi một cái bộ phim, mỗi một cái hành trình nó sẽ cho mình một cái trải nghiệm, nó sẽ cho mình một cái bài học khác nhau. Huyền luôn luôn, Huyền cực kỳ thích một cái câu nói: hạnh phúc nó không phải là đích đến mà nó là một quá trình. Và thực sự đối với Đóa Hoa Mong Manh, Huyền đã có một cái quá trình rất là hạnh phúc. Mặc dù nó vô vàn những cái khó khăn, vất vả, những cái thách thức phải vượt qua, nhưng Huyền hạnh phúc bởi vì Huyền có cái sự yêu thương, cái sự ủng hộ, cái sự giúp đỡ của những người xa lạ mà họ trở thành những người thân thuộc với Huyền. Trước khi bắt đầu dự án này, có rất là nhiều người Huyền chưa từng biết họ là ai. Nhưng khi họ biết Huyền đang tâm huyết để thực hiện một bộ phim điện ảnh của nói về người Việt ở hải ngoại, thì rất rất nhiều cánh tay đã giơ ra và giúp đỡ. Rất nhiều những bộ phim này, chưa một phim nào mà Huyền có nhiều nhà đầu tư hay nhiều nhà bảo trợ như cái bộ phim này cả. Mỗi một người một ít, nhưng mà để cùng chung tay góp sức để làm một cái việc lớn. Và những người đó khi mà sau khi họ trở thành những người đầu tư, những người sponsor, những người bảo trợ, hoặc kể cả những nghệ sĩ, thì sau một năm chúng tôi gắn bó với nhau, chúng tôi vượt qua những cái khó khăn thử thách với nhau, và chúng tôi trở thành những người thân như trong một gia đình. Thì Huyền cảm thấy đấy là những cái điều Huyền đã được ở cái dự án này rồi. Rồi những cái bộ, rồi thông qua cái dự án Đóa Hoa Mong Manh, nó mang cho chúng tôi đi rất là xa. Huyền rất là thích câu nói: nếu như chúng ta muốn đi nhanh thì chúng ta đi một mình, nhưng chúng ta đi xa thì chúng ta đi cùng nhau. Và vì cái bộ phim này Huyền có quá nhiều cánh tay giúp sức, cho nên bộ phim nó đã đi xa ngoài sức tưởng tượng của Huyền và chị Nhật Hạ ban đầu. Chúng tôi ngay khi làm bộ phim này, chúng tôi không hề nghĩ là chúng tôi có thể vươn tới được nhiều quốc gia như vậy để phát hành bộ phim. Chúng tôi không nghĩ chúng tôi có thể được quá nhiều những giải thưởng. Rất là bất ngờ, mỗi lần vào những cái gì quan trọng thì mình mở
Tại vì khi Huyền submit, Huyền rất là phải cảm ơn một người, đó là ông George Chum Chum, là người co-producer của dự án phim này. Ông biết Huyền cũng từ qua phim Kiều, và ông là chủ tịch, nghĩa là ông là giám đốc điều hành của Asian World Film Festival châu Á. Thì khi mà ông biết những cái tâm huyết, và ông biết ông là một người rất là muốn giúp cho điện ảnh châu Á, và trong đó có điện ảnh Việt Nam, cho nên khi mà ông biết chúng tôi thực hiện bộ phim này, ông rất là giúp sức, và ông đã hướng dẫn đường đi nước bước để chúng tôi có thể submit những cái bộ phim và những cái liên hoan phim uy tín. Và đấy là lý do mà tại sao mọi người thấy phim chưa công chiếu, nhưng chúng tôi đã gửi đi rất là nhiều liên hoan, và chúng tôi nhận được rất là nhiều trái ngọt từ cái dự án này. Thì đây là một bộ phim đã mang chúng tôi đi rất xa, giúp sức của người Việt, của người nước ngoài, của rất nhiều những nhà làm phim chuyên nghiệp Hollywood, của những nhà làm phim Bollywood, để chúng tôi có thể vươn tới mang giới thiệu được văn hóa, điện ảnh, con người, âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đây là một cái, tại vì để gọi là thước đo của một cái sự thành công của một bộ phim ấy, nó không chỉ là doanh thu đâu ạ, nó còn là nhiều yếu tố khác. Và với bộ phim này, chúng tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được một nửa thành công rồi, đó là cái sự ghi nhận của những nhà chuyên môn khi mà chúng, và cái sự vươn tầm. Bởi vì để một bộ phim mà phát hành được ở Mỹ, rạp thương mại, hay là phát hành ở Ấn Độ, rạp thương mại, không hề dễ dàng, phải trải qua rất là nhiều những cái tiêu chuẩn khắt khe, và những cái chất lượng, cái quan trọng nhất là chất lượng của bộ phim. Khi mà các nhà phát hành họ phải xem cái chất lượng bộ phim thì họ mới chấp nhận cho chúng tôi được phát hành. Đó, thì hiện nay Mai Tuyền nghĩ là chúng tôi đã đi được một nửa con đường thành công rồi, nhưng một nửa còn lại thì vẫn là khán giả. Bởi vì cái doanh thu ở đây nó không chỉ nói về cái việc là về tiền bạc đâu, mà doanh thu nó sẽ chính là số lượng khán giả tiếp cận bộ phim, nó sẽ là chính là số lượng khán giả mua vé đến rạp xem phim. Và chúng tôi mong muốn cái nửa thành công còn lại nó sẽ được trọn vẹn khi mà khán giả, những cái người yêu Việt Nam, yêu văn hóa Việt Nam, yêu âm nhạc Việt Nam, mong muốn được tìm hiểu về những cái cuộc sống, đời sống của người Việt ở hải ngoại, và được xem một bộ phim có nhiều thông điệp ý nghĩa hấp dẫn, thì tôi nghĩ là bộ phim nếu như đạt được cái yếu tố thứ hai, đó là về yếu tố doanh thu, khán giả đến rạp, thì lúc đó cái niềm vui nó sẽ trọn vẹn. Còn cái con đường của Huyền đối với nghệ thuật, Huyền đã tham gia nghệ thuật 30 năm rồi, và Huyền đã trải qua rất nhiều chông gai, khó khăn, vất vả, rất nhiều trái đắng. Không phải là đóa hoa mong manh thì là mới, chưa biết kết quả, không thể ai nói trước được cái kết quả của đóa hoa mong manh nó sẽ là như nào. Vì mà đóa hoa mong manh còn phát hành Ấn Độ, phát hành Vương quốc Anh, và phát hành nhiều những quốc gia khác nữa. Cho nên chúng tôi cũng sẽ chưa có một cái kết quả cuối cùng ở cái thời điểm này. Việt Nam là một trong những thị trường phát hành phim này, nhưng chúng tôi sẽ rất buồn nếu như mà một bộ phim mà lại bị ghẻ lạnh ở chính quê nhà của mình. Thì đấy là một điều mà cực kỳ đáng tiếc và cực kỳ buồn. Chúng tôi mang chuông đi đánh xứ người, mang được vinh quang, mang được rất nhiều những cái điều tuyệt vời về, những cái lời khen tặng về, nhưng mà trên chính quê nhà của mình thì lại không được đối xử công bằng. Thì đấy là cái điều mà Huyền cảm thấy buồn và chạnh lòng nhất. Đó, thì Huyền chỉ mong muốn, còn cái phim, mỗi một bộ phim nó đến với Huyền nó là một cái duyên. Nếu như cái duyên nó đến thì Huyền sẽ tiếp tục làm phim, và có lẽ Huyền sẽ làm phim đến già, chứ không và đến khi nào khán giả còn yêu Mai Thu Huyền, còn mong muốn ủng hộ những cái tác phẩm Mai Thu Huyền, thì Mai Thu Huyền vẫn tiếp tục làm phim. Cho nên là con đường của Huyền và con đường của chị Thảo thì chắc chắn là nó sẽ khác nhau. Bởi một người là tay ngang, vừa lần đầu tiên bị Mai Thu Huyền lôi kéo vào cái cuộc chơi này, nhưng mà Huyền tin chị Thảo thì nói vậy thôi, nhưng chị là một người mà nếu như thực sự trong một gần một năm qua, nếu như mà không có cái sự chung tay góp sức của chị Thảo, thì Huyền và chị Hạ sẽ vô cùng khó khăn trong cái dự án phim này. Cho nên là Huyền nghĩ, Huyền hy vọng là sẽ chị em mình sẽ có nhiều động lực để chúng ta sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp nữa cho người Việt Nam, cho văn hóa Việt Nam, cho điện ảnh Việt Nam. Không chỉ là ở Mỹ mà chúng ta có thể vươn xa đến những quốc gia khác, bởi vì chúng tôi có cả những lời mời Ấn Độ về cái việc hợp tác phim Việt Nam Ấn Độ cơ mà, cho nên hoặc là Việt Nam Mỹ Ấn Độ cơ mà. Cho nên chúng tôi nghĩ là cái cơ hội nó còn ở con đường phía trước, nó còn nhiều lắm. Nhưng nếu như mà niềm vui này, cái thành công này nó được trọn vẹn, thì nó sẽ chắp cánh cho rất là nhiều những cái cơ hội khác tiếp theo cho điện ảnh Việt Nam tiếp cận, xâm nhập, xuất khẩu văn hóa, xuất khẩu điện ảnh Việt Nam ra những thị trường quốc tế. Xin cảm ơn Mai Thu Huyền, và một lần nữa như quý vị thấy là đóa hoa mong manh phim điện ảnh gồm có nhiều diễn viên trong và ngoài nước tham gia và đang
trình chiếu khắp nơi tại các cụm rạp ở tại khắp đất nước Việt Nam từ ngày 12 tháng 4 2024. Có nghĩa là giờ đây nếu quý vị đang xem chương trình này và vừa nghe người trong nhà sản xuất và đồng thời cũng như là đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ đó, quý vị có quan tâm và muốn ủng hộ đoàn phim thì có thể đến các rạp xem, và đồng thời ngày hôm nay một lần nữa nếu quý vị muốn gặp ekip sản xuất cuốn phim này, ngày hôm nay là ngày cuối cùng, cơ hội cuối cùng cho quý vị đến 4 cụm rạp này quý vị thấy trên màn hình. Xin cảm ơn Mai Thu Huyền cũng như là chị Thu Thảo đã dành cho chương trình cuộc phỏng vấn liên quan đến vấn đề rất nhiều người quan tâm sau khi một cái bài viết trên tờ Vietnamnet phỏng vấn Mai Thu Huyền như vậy. Chúc cho đoàn làm phim gặt hái nhiều thành công ạ. Cảm ơn anh Derek và cảm ơn đài Nữ Vòng Trái Đất đã bỏ thời gian và quay một cái bài phỏng vấn cho chúng tôi. Vâng, xin chào ạ. Dạ.